bây giờ có đây không? Hả? Hả? Đây. Đây tiền chứ. Đây thì chỗ đây à, chỗ đây. Trời ơi. Chỗ đây thì nãy giờ lâu quá nha. Em nói là thì làm việc phải 6-12 giờ có đây nhà đồng được. Cũng có ở nhà chứ nghĩ đi luôn đi sợ đúng không? Biết được rồi. Làm giờ nào biết nữa. Biết được. Mấy ngày nay em không ngủ được đến từng ngày mà. Biết gì vô vô chứng rồi. Biết rồi. Em phải đến từng ngày rồi kêu là mùng 10 rồi bắt đầu là ngủ được rồi. Để phải chờ tới 12-13 mới mới gặp được em. Chứ làm gì mà đếm từng ngày? Đếm để cầm vô quay nắm chứ không phải là đếm cái gì nãy giờ nghĩ cái gì đâu. Không ơi, em biết mấy cái mỏ thứ chứ em nghĩ gì đâu mà em nghĩ là thôi em cầm gì hỏi. Nhưng mà bây giờ qua đây kiếm nắm thêm bây giờ. Bệnh thiếu đi. Đi vô ba ba đây cả nhà trại của chị Trúc với Mai là gần nhau, hôm nay là nắm vô cũng tình cờ là Mai qua đây là để kiếm nấm nhưng mà bển thiếu mẹ nấm qua đây kiếm Mai nấm qua đây kiếm Mai chứ nhà Mai bên kia mà nhà Mai cách đây nấm qua đây kiếm Mai khoảng hai cây số hai cây số hai cây số của em cho ra 3 kệ luôn 3 kệ ra đều là thu sẵn đủ 3 kệ mà ngày mai là 2 kệ còn kệ ngày mốt à là mai ra 2 kệ 2 kệ của em là 1000 mấy á còn gửi cũng thấy được cũng 70-80 kg có không có không lưới thứ 3 rồi thôi thấy 15 kg được rồi mà chỉ nhanh nghe 15 kg là cảm nhận sao cái sao đầu tầm nấm thì sợ không có đầu ra giờ tầm nấm nó ra thì không có bán thôi bây giờ mình ra trại coi mời cả nhà ra trại của chị Trúc nè chị Trúc bữa trước là nó quay xin chanh rồi không biết đây còn chanh không chị đây có thanh long gì anh có à thanh long bữa trước mới ra bông hả vừa có thanh long vừa có nấm với lại chanh nữa cả nhà muốn ăn cái gì bây giờ mình xin nè mà đầu đuôi có 2 cái nè cái nghĩ mà ra mình rút nè cũng được không chanh cái cam nữa vậy ủa có cam nữa rồi mình đi xin thôi rồi mời cả nhà đây nha ngôi nhà chị Trúc cũng có trồng lan quá trời mình không biết lan gì hết á nhưng mà mình thấy được một chậu ra bông rất là đẹp này gửi thôi coi được một chậu này ra còn mấy chậu đây thì chưa thấy ra bông mà cả nhà cho mình biết thử là cái bông này là tên nó là gì nha mình cũng tập tành mình chơi chứ mình thấy nó khá là đẹp ra bông này nha cả nhà xin cả nhà là cho biết cái tên đây chanh nè cả nhà đây. Chị Trúc ơi đấy tí phải xin một lần chanh nữa chứ nữa không à đấy thấy chưa nắm vô là xin cái gì cũng cho hết đã quá xin chanh đi còn xin cái gì nữa không được đâu lại nè tí hai rồi xin chanh thôi phải không thanh long nữa mà em thấy có 2-3 trái thanh long rồi à thấy không thanh long nè đấy 2 trái chín nè được 2 trái chín bên kia một trái nữa là 3 trái 2 trái sống hai chanh là quá trời đủ nữa nha công nhận nhà vô trúc quá trời luôn đồ ăn vô đây là ăn chanh với ăn thanh long là về được rồi đây là trại nấm cả nhà đấy vô anh tham quan ôi trời đất ơi cả nhà kinh mít luôn quá trời quá đất luôn đấy chuẩn bị đầu tư cái nền bê tông cho sạch sẽ cho nữa chuẩn bị xong cái đó là lại ra khu này là gì nữa em nói sao chị mừng dữ vậy đợt này chị Trúc xử lý nguyên cái trại luôn nên là khi đó là mình quay cho cả nhà xem là nó nhìn nó đã hơn đúng không mai bây giờ lên phụ chị Trúc trước đây lên phụ chị rồi mai mốt thì em có chị phụ cho em chứ đúng rồi hai chị em gần nhau cách cả 2 cây số mà nữa khi nào khi khác chứ không trời ơi là xa này chị xử lý bao nhiêu ngàn chị Trúc bữa mua của em về là 3 ngàn chị bữa nay chị làm lúc luôn mấy bữa nhát ha mấy bữa thấy xử lý cái ra cương luồn có 1.500 à này chờ xử lý ra hết luôn lúc luôn thấy được không chị đánh giá sao thì thấy nó cũng được đó chứ mà thì bữa chị nói với em đâu đấy à thì chúng bữa là chị vẫn nào? Ra là ok ra không ok à ừ. Chứ không có nói gì mà xin nhắc lại cả nhà là hôm bữa chị Trúc có góp ý bên truyện nấm là làm cho cái tay nó dày dày hơn tí là được
chứ còn tỷ lệ nắm ra là ok. Ok, à, mình sẽ khắc phục cái điểm này. À, giữa bây giờ cả nhà, giữa chị Trúc với nắm với Mai là cả nhà xem Mai. Mai, đúng Mai. Không, cứ người nào đẹp thì xem đi. À. Cứ người xem nào đẹp thì xem. Nhưng mà Mai xem nắm hay là xem Quang hay xem anh nắm hay xem chị Trúc? Chắc chắc chà. Quang đi. Chắc chà nè. Em xem nóng đi. Xem nóng. À, quang tiếc rồi, quang trốn tiếc xa kìa. Quang sợ tôi cũng tiếc thì xa đi. Ngày mai qua chị Trúc, cái thứ nhất là để tham quan hay là phụ chị Trúc hay nắm? Nói chung là tham quan cũng tốt mà thăm dò nắm nhiều thì thăm dò nữa. Nắm ấy là thăm dò nắm hay thăm dò chị Trúc? Thăm dò nắm. Nắm của chị Trúc. Chứ nghe thăm dò ai biết dò gì đây. Thăm dò nó nhưng mà không thấy. Em đánh giá bên chị Trúc với bên em như thế nào? Dạ, nó cũng đều ngang nhau ấy. Nhưng mà tí ở bên em nó ra như vậy không? Anh qua anh quay. À, sáng giờ em chưa về nhà. Chưa về nhà luôn hả? Đi chợ chưa về nhà qua chị Trúc. Sáng giờ đi quần quần là phải lên luôn chứ chưa về nhà. Ê, nhưng mà nắm bên đó bán đủ không? Thì em sợ là không đủ, không đủ mới lên thăm dò nè. Trời, hèn chơi mình biết rồi, thấy không? Đó, mối lái đầy đủ á. Chứ à, mấy lưới trước đâu có lên. Đâu lên đâu. Hèn gì bữa nay thấy chị Trúc rút bàn rửa ra lên coi thử liền. Xin lệ ra bả. Mình cũng theo thời thế mình đi với anh. Dạ là bây giờ là làm. Ở mái luôn, ở lại hai nắm luôn mà nó cứ chừng chân không có. Mai á, dạ về thăm dò được rồi về. Chừng chân không có. Nó chứ nhà chị ở đâu không có đông quá mà. Ai đâu nó ở đâu. Mà giờ chị thích tăng thêm người nữa đâu sao đâu. Chắc tí em xin ở lại hái quá. Chắc ở lại cho thấy nấm đảo không à. Chị sợ em không ở lại được cái gì. Đây là trại chị Trúc ở Phù Mỹ nha cả nhà. Đấy, video trước thì cả nhà có xem rồi. À, chị Trúc cũng có góp ý rồi. Hôm nay thì nửa tháng sau mình quay lại thăm chị Trúc là phụ nhưng mà thăm nấm là chính. À, anh thấy hôm nay chị Trúc xử lý ra nguyên trại luôn. Rất là ok. Bây giờ chị Trúc với cái lượng này là bán hết không chị? Vậy là Mai ơi, Mai em thăm dò cũng như không à, về đi. Chị Trúc bán hết rồi. Nó không biết lên thăm dò. Đây mà chị Trúc chỉ đang treo. À, cả nhà thường hay hỏi nắm là anh ơi treo bằng cái dây gì? Nhưng mà thông thường thì có mỗi vùng có mỗi loại dây, như khu vực miền Tây á thì mình thấy là treo cái dây bẹ mà để buộc thùng. Còn ở đây thì cũng là dây bẹ phải không chị? Đó là dây này chị mua ở khu nào vậy? Dạ đây có bà sướng của bà dì bà làm ở dưới Bình Dương đây. À là tức là bây giờ là cả nhà mà khu vực miền Trung mình muốn là liên hệ với chị Trúc mua cái dây này nè. Phải không vậy? 25.000 ký. Bữa hôm chị mua 25.000 ký mà bữa nay có lên hay không? À là tức là bữa trước giờ chị Trúc có mua cái dây này là 25.000 một ký. À. Vậy là bây giờ là nắm đã phát hiện ra được là cái khu vực miền Trung này dễ có dây. Cho mấy bữa hỏi anh á, hỏi nắm ơi mua dây đâu, cứ kêu lên mạng mua dây nẹp thùng á. Nhựa chai chén. À, hình như bên Mai cũng ở bên Mai kệ mà quên nữa chứ. Kệ thôi. À, kệ mà nhân lực anh yếu em thôi. Đấy nhân lực mình em là chẳng là cũng có báu. Đầu tiên em có báu em làm kệ. À tức là Mai đầu tư kệ ban đầu luôn mà. Chứ không là có báu. Chứ không giỏi à, kêu mấy bữa rên anh Triển ơi, làm không có tiền đâu làm, mày đặt chân. Chưa đủ nên là chị không có tiền gọi này đó. Ờ giỏi. Tao phải làm là có báu mới làm đó chị. Phải giỏi chứ không có báu sao làm. À. Đầu bây giờ đi nghe cách. Không có tiền cũng làm được đúng không? Ờ, nghe anh cho tim, anh cho tim cái vụ này. Không có tiền mà em làm được mới hay. Chứ có tiền là làm được bình thường đúng không vậy? Đúng không? Ừ, hay cho tim cái đây. À. Nhìn Mai nè, quay lại cho tim nè, đúng khuôn mặt luôn nè, đó. Đó, ghê chưa? Đâu phải dễ chuyện nắm cho tim đâu. Đây, đi cho cả nhà một vòng thấy. Hình như sáng giờ chị có hái một mớ rồi không chị? Đúng rồi, sáng giờ chị chờ bao lâu cái chị nó lớp vậy? Dạ, do em thấy có một vài lỗ trống. À. Không, cái màu đẹp quá vậy, cái màu nhìn thấy dạ, chỉ có mỏng thôi đúng không? Dạ. Mỏng xíu, chị thích hơi dày dày xíu. Dạ. Ý chị thích giỏi. Còn không biết là còn có chứ, thì em rút kinh nghiệm dần chứ. Em
À, lứa này lứa mấy rồi chị? Thứ hai. Thứ hai à. À, à ra ok quá rồi cả nhà. Thứ hai nè. Màu mè rồi rất là đẹp luôn. Tại vì cây mình cái nắng mình dày là mình ví dụ như họ bán ngày nay không còn họ để ngày mai. Dạ đúng rồi. Cũng được ngày mốt cũng được chứ. Nó mỏng quá là để tới ngày mai ngày mốt là nó ti nó nhanh ti lắm. Dạ. Nó ti nó nứt hư nắng lại. Dạ đó rồi. Nó để em khắc phục thêm cái điểm dày tan tí xíu là ok anh chị. Chỉ cần vậy là chị thấy nếu mà chỉ cần về tan tí nữa là chuẩn rồi anh chị. Không hả? Dạ. Dạ. Màu mè là ok rồi. À. À, tình cảm không? À, cả nhà. Cái chương trình hay nắm đó. Bảo như thế này mà ai không thích cứ tới mùng 10 là quan cứ hay sao đi kênh nắm nha. Biểu sao mà không thích. Trời ơi nó thật chứ. À, mình cứ tập tành để phụ hay nắm. Ừ, nhìn nắm à. Đây em cũng hái cho chị Trót. À, cho xin cho em thấy. Mình mới xin một bé hai nắm nha cả nhà. Đúng là lâu quá. Không như là hái vẫn chậm hơn. Xin gốc rồi. Coi hái chứ. À. Chấm đầu hái. Thôi nha, nắm lấy. Quá trời để nhẹ nhàng thôi nha. Nhẹ nhàng thôi. Không, nhìn chị Trúc chăm sóc được cái chân nấm rất là đẹp ha. Không bị vàng chân. Ha. Nhìn trắng trẻo cái chân nè. Chùm nấm rất là unu nà luôn. À, nó hơi cong cái mép một tí là chị Trúc hình như bữa vừa rồi chị tiếp nước ở cái cổ miệng hơi chậm ha. À, rồi cả nhà xin lưu ý nha. Hôm bữa trước nấm có làm một cái video mà hơi bị sắn lá nè, do cái lúc mà tiếp nước ở cổ miệng nó hơi chậm. À, thì cả nhà xin lưu ý là rút ra một ngày sau là mình tiếp nhẹ đây. À, mình tiếp nhẹ thôi. Rồi còn khi mà nó nhú hạt gạo thì mình tiếp mạnh tới. Tiếp nhẹ. Hay nóng thì cuộn ruộng mà rên đi vậy. Chù mai hay nóng mà nghe. Nghe gì anh? Hả? Nghe gì vậy? À, biết nghe Hoàng nói làm như cúc ruộng nghe. Hay là hai nắm không được la chứ không phải con làm gì đâu mà la nha. Đôi thường con làm gì đâu mà la hết chết. Chưa. Chú hả, tới ngày nó khổ mà tới ngày hái thấy nó xuống. Tới ngày hái thì khoái không? Mà những cái ngày mà rút nắm mà tính cái ngày nó ra đấy mà dùng nếu mà nó không ra. Canh đấy. Đấy chạy. Chạy thấy hết bà nữa rồi. Hai hình nắm vậy nè. Hai hình bà nó đã chết luôn á. Rồi gãy ăn cây góc. Cha nó nhiều làm sao mà không gãy. Chứ giờ nhiều quá mà thấy sót quá chứ. Nè, gãy bơ. Dù gãy là làm cũ cũ hay lắm. Ủa đây là cái khúc nào Phù Mỹ vậy? Cái khúc nào Phù Mỹ anh? Đó, ấy là Phù Mỹ mà huyện nào, thôn nào ấy vậy? Đó là Phù Mỹ đó mà nói gì. Đó là thôn gì vậy? Là thôn Vạn Định. À, thôn Vạn Định nha cả nhà. Thôn Vạn Định, huyện Phù Mỹ, tỉnh Phù Mỹ. Quên tỉnh mà định. Anh, giờ mà đứng thấy mà đứng gần qua nên nói nó lắc đầu. Thôn né vô khác. Thôi chị Trúc có lời nào nói với khán giả không? Là hôm nay hay nắm rồi cũng mong chị bán được cái giá cao. Rồi chị có lời nào mà phát biểu cảm nghĩ gì không chị Trúc? Thì giờ chị cũng cảm nghĩ gì đâu. Thì giờ chị trước khi chị làm thì chị cũng trông cho người ta họ mua. Rồi chị làm giờ thì chị thấy chị cũng thích. Còn cái chuyện nó đẹp nó xấu ra là giờ bên em làm ra cái meo thôi chứ còn chỉ có mỏng thôi, có một cái mỏng thôi là chị góp ý bên như vậy thôi chứ giờ chị đã... đâu có cái gì hơn nữa đâu. Em đẹp xấu là em quên, đẹp xấu là do chị, còn mỏng là do em. À, nhưng mà chị thấy là trong cái quá trình nuôi này thì có cái vấn đề gì mà khúc mắc để cần em tư vấn hay là chia sẻ gì với mọi người mà đang trong cái quá trình trồng nấm này không chị? Em nói gì em đi làm em quên
không, cái đây thì chị theo như cái cảm ý của chị thì cái chị thoát thì giờ thì cũng được rồi, chứ chị cũng hồi giờ chị cũng chưa làm, chị cũng chưa có hiểu biết là gì là sao sao. Bây giờ chị thấy giờ thì theo như chị nghĩ thấy cũng được. Bây giờ chị cũng chưa có biết là tình hình nó như thế nào, mà chị đánh giá thì chị cũng chưa biết đánh giá sao cho nó là đúng. Dạ, do mình rồi. Thu mất 3 lần rồi đúng vậy thì đúng rồi, nên là kinh phải chờ mình, thu hết đã. Mình dạ. Kinh nghiệm mình thì mới mà mình cũng đâu có kinh nghiệm gì nhiều đâu mà mình góp ý nhiều quá thì nào nói khéo khéo họ nói là kêu trù mới làm đủ thứ này kia ấy. Dạ. Nó làm nhiều mà nó chưa nói, nó chưa lên tiếng mà mình chưa gì mà đủ thứ hết. Dạ. Rồi, đó là cũng cảm ơn chị đã tin tưởng cái sản phẩm và truyện nấm. Rồi, cũng cảm ơn chị đã cho phép em vô review lại cái trại của chị để